đi thẳng đi phải, mình đi thẳng. Đây là vòng xoay. Đây là vòng xoay mà. Xoay ra nghĩa. Đường đi vào. Nhưng mà mình cứ đi hết thành xã. Rồi đi luôn. Đèn xanh rồi. Ú hoa kìa. À, 2010 đấy. À. 2011. Nhưng mà qua mất rồi. Qua rồi. Qua vẫn còn bày bán. Rồi thì họ bán thế. Không biết còn quay không, thấy nó tới thứ gì ấy. Anh ngó thử xem. Còn, còn. Để em làm lại video khác đi. Và tóc của về lề đường đó, đứng trong đường. Làm video phát này là video đi trên cầu nhé. Thoải mái, video quá dài luôn đấy. Wow. Chết cái này.
ban nhân dân à. Đẹp phết. Ban nhân dân thành phố ra nữa. Chỗ chiều nay anh em mình may đúng không phải là lý tưởng. Ngó thử xem dây còn chạy không? Còn. Vẫn còn à? Chỗ ok lắm. Ừ. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, thẳng tiến. Lên. Thank you.
đấy. Biết rồi. Ai chơi kỳ thế? Ngăn đường không à? Ngăn đường cực quá. Còn quay nó không hay là? Tắt đi nhỉ? Tắt thì tắt. Hết rồi. À. Đấy, giờ thấy bông dinh chưa? Cái đèn nó 14 giây rồi, giờ biết bao nhiêu nữa. Rồi, có đèn xanh thôi. Xanh mà rồi. Hay thôi. Thế là đi không được còn lượn nữa chứ. Quay đi là lát nữa còn quay về không? Quay về chứ, quay về đi đường này rồi. Có nghĩa là đi về còn quay không? Vào thành phố không? Thành phố thì quay lại đi vào bên đường kia.
Bên la đường bên kia qua trên cầu luôn. Ờ, cái thằng hôm nay. Ờ. Cái thằng hôm nay ông bị cái thằng bên kia không về đường kia nữa. À. Là xuống chỗ dưới gầm cầu chạy về đường này luôn. À. Về đường qua nghĩa luôn. Hả? Đi đi, cứ đi đi. Sao giống càng đi càng về nhân cơ thế? Đường này đường đi Kiến Đức này. Đó, đường đi Kiến Đức, đường về nhà mình mà. Không phải. Cái cầu đi về này nó nhầm to rồi. Em nghĩ là nhầm to rồi, em quay đầu là chắc cú. Em thấy cái chỗ này em biết rồi. Nó này anh không nhầm, em không biết nó. Nhầm mà. Nhầm chắc luôn. Đường này đường đi nhân cơ rồi. Phải đâu. Đi đường phải ở Đình Thủy rồi. Không cần đâu. Đó, xuống đây tí có vùng binh dưới này rồi. Không không, có vùng binh ở đâu. Phải hết, hết thị xã luôn đó, không phải hết. Đường này mới phải. Phải mà, đường này đi về đi mà. Không. Nhưng mà nó ở vòng qua cái đường anh em mình đúng là đứng kia này đứng. Có điện thoại lên quay xíu bạn. Quay cái đường binh này thôi. Quay mỗi cái đoạn này thôi.
cái thằng giao thông thôi. Đẹp không? Đẹp. Mẹ liều phát quá. Hai thằng đi đường ô tô luôn. Đi đến ngoài trung tâm.
màu luôn hả? Cái này nó tự có màu hả? À, tự động đấy. Nó đẹp phết đấy chứ. Thank you.
Em nó đã về. Qua bên kia kìa, qua bên kia mới đẹp. Cho nó qua quay đồ qua bên kia kìa. Cho nó quay đầu qua qua hướng bên kia đẹp lắm. Lúc này anh bay qua bên kia kìa. Bên nào đẹp đâu? Bên kia phải quay qua bên kia, đầu camera phải xoay qua bên kia mới đẹp. Đấy. Để đấy ngóc camera xuống. Đẹp á. Nó hết cỡ rồi. Nó còn xoay một vòng nó mới hạ cánh lên nóng vậy. Nó tự xoay. Tự xoay đó mà. Ông đã về mọi người ơi. Con ong chăm chỉ đã về. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay Hải đang có mặt tại quảng trường Lâm Viên Đắk Nông mọi người ạ. Giờ mấy người đang thi công làm quảng trường Đắk Nông mọi người. Mọi người đang trộm xi, trộm cát đây mọi người. Thì mọi người theo Hải lên trên kia để xem mà quảng trường hôm nay có đẹp không mọi người nhé. Họ trồng hoa đây nhìn rất đẹp. Bây giờ Hải sẽ đưa mọi người lên trên để xem phong cảnh ở nơi này mọi người nhé. Đến tối nay hơi mệt mọi người ạ. Đây là các tượng đài mọi người nhé. Lúc nãy Hải dưới kia kìa mọi người. Bây giờ Hải đang lên trên này rồi. Ở dưới kia họ bê những cái gì kìa mà, mọi người
giống mình ở trên này nhìn xuống giống như là cái bàn thờ cái gì ha mọi người ha. Mình cứ thu về gần gần xem thử mọi người. Cái này cái gì mọi người? Thank you.
Nó tránh nổi hơn.